Những điều này từ đó mà có Là từ chúng ta Chúng ta vãng sanh là đối nghiệp vãng sanh Phiền não vẫn chưa đoạn được Một phẩm cũng chưa đoạn Nhưng Phật có yêu cầu Bạn phải chế phục phiền não Thì mới có thể vãng sanh Gọi là Mang theo nghiệp cũ không thể mang nghiệp hiện tại lúc mạng chung vẫn còn một chút tham ái vẫn còn sân hận vậy sẽ đi không được mấu chốt là ở một niệm sau cùng một niệm sau cùng là a di đà phật bà nhất định được vãng sanh ai có thể bảo đảm rằng một niệm sau cùng của chính mình là a di đà phật Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta Chúng ta phải đem việc niệm Phật Tập thành thói quen Bất luận là lúc nào Đang ở chỗ nào Thuận cảnh nghịch cảnh Cả thể đều là một câu Phật hiệu Ngoài một câu Phật hiệu này ra Ý niệm gì cũng đều không có Thuận cảnh Thiện duyên Không khởi tham luyến Nghịch cảnh ác duyên không sanh sân hận. Đây gọi là công phu. Như vậy liền có thể mang nghiệp theo. Nhất định phải niệm đến tự tại vãng sanh. Vậy thì việc này chắc chắn nắm chắc trong tay rồi. Vãng sanh phải nhờ người khác trợ niệm thì không đáng tin. Liên quan đến điều gì? Người trợ niệm liệu có tâm từ bi hay không? Có trí huệ hay không? Nếu như họ không có tâm từ bi, họ không có trí huệ, họ sẽ chứng ngày bạn vãng sanh. Lúc trợ niệm sẽ mang phiền não cho bạn họ rờ nắng bạn họ đụng chạm bạn vậy thì phiền phức này lớn rồi vì thế ấn văn đại sư trong văn sao nói đến việc trợ niệm nhất định phải tuân thủ quy tắc chính là người mất chiếc giường của họ nhất định không được đụng vào bạn đi qua giường của họ đều phải giữ một khoảng cách không được đụng họ Bởi vì chúng ta không biết được họ có thật sự vãng sanh hay không. Thật sự vãng sanh rồi thì không việc gì, chạm vào họ cũng không sao. Lỡ như không phải chân thật vãng sanh, thần thức của họ vẫn chưa ra khỏi. Thần thức vẫn chưa đi. Hơi thở đã ngừng, mất rồi, nhưng thần thức vẫn chưa đi. Bạn chạm vào họ, họ vẫn có cảm nhận họ sẽ cảm thấy rất thống khổ. Thống khổ thì sẽ sinh tâm sân hận. Một khi sinh tâm sân hận, thì đi vào địa ngục. Bạn xem, tiễn người ta vãng sanh lại đem họ gửi vào địa ngục. Vậy thì sai rồi. Tiễn người vãng sanh chỉ là một câu Phật hiệu. Thức tỉnh họ, hy vọng họ sẽ cùng niệm Phật. Là có ý nghĩa này, nhất định không được đụng họ, không được rờ nắng họ. Chẳng có lợi ích gì. Điều này phải nhớ kỹ. Dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh của bản thân, dùng tâm cung kính niệm có Phật hiệu này giúp họ vãng sanh. Vậy thì đúng. Nếu như họ tự tại vãng sanh, họ đã đi rồi bạn chạm vào họ thế nào đều không hề hấn gì vì họ đã đi đến thế giới cực lạc theo như phong tục của chúng ta nói linh hồn của họ đã không còn ở nơi này nữa sớm đã rời khỏi rồi bạn chạm vào họ thế nào cũng không sao à, hiện tướng của họ nhất định là toàn thân mềm mại à, tuổi tác tuy lớn nhưng mềm mại giống như đứa trẻ vậy Chúng ta xem thấy Cái đĩa vạn xanh Của Hải Hiền Lão Hòa Thượng 112 tuổi Tự tài vạn xanh Sau khi vạn xanh Hai ba ngày sau Mới nhập liệm nhưng toàn thân mềm mại Chúng ta ở trên địa có thể thấy được Ngài thị phạm cho chúng ta Làm tấm gương cho chúng ta Dùng phương pháp gì mà thành tựu Chính là một câu Á-di-đà-phật ngài không biết chữ chưa từng được đi học cả một đời chưa hề được nghe người khác giảng kinh ngay cả trên điện sớm tối cũng không có lên đến ở trong miếu của người khác người khác sớm tối ở trên điện ngài cũng đi theo nhưng ở trên điện sớm tối ngài cũng không biết niệm cũng không biết sướng ngài chỉ là niệm a di đà phật mươi tuổi thì xuất gia Sư phụ chỉ dạy ngài một có Phật hiệu này Cứ thế cho đến ngày vãng sanh Là 92 năm 92 năm một có Phật hiệu Bạn xem đi tự tại biết bao nhiêu Thảnh thơi biết bao nhiêu Một chút chứng ngại cũng không có Vì lão nhân này Cả một đời của ngài là tấm gương tốt cho người học Phật chúng ta bạn xem cuộc sống Và công việc của Ngài Đối người tiếp vật Mọi lúc mọi nơi Chính là một câu Phật hiệu Không hề gián đoạn Cho nên người ta nắm chắc Sự ra đi của mình một có phật hiệu đều có thể vãng sanh. Chúng ta ngày nay cần phải thêm một bộ kinh, tại vì sao? Vì bộ kinh này giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Nếu như chúng ta không có hoài nghi hoàn toàn tin tưởng kinh điển có thể không cần đến. Một có phật hiệu thì thành công rồi. Nhưng chúng ta đối với thế giới cực lạc Nhận thức vẫn chưa được rõ ràng Vậy thì nhất định phải dựa vào bộ kinh này Không thể học quá nhiều Quá nhiều thì sao? Quá nhiều thì tạp rồi Quá nhiều thì sẽ sanh ra vọng tưởng Vọng tưởng sẽ chứa ngại việc vãng sanh Một môn thâm nhập trường kỳ huân tu có lợi ích nếu như bạn muốn học kinh vô lượng thọ bạn có thể giống như cư sĩ lưu tố vân với phương pháp tu học đó liền có thể thành công cô ấy là dùng đĩa cd Bộ địa kinh vô lượng thọ mà tôi giảng Giảng lúc còn trẻ Không phải giảng Đại kinh giải Là giảng kinh Lúc đầu giảng quá 10 lần Có lẽ mỗi một lần Là khoảng 1-200 giờ đồng hồ Cô ấy có được bộ địa đó một ngày nghe một đĩa Một đĩa là một tiếng đồng hồ Một ngày nghe một tiếng đồng hồ Một tiếng đồng hồ này một ngày nghe mười lần Đây chính là trường kỳ huân tu Một lần nghe xong Quay lại từ đầu nghe tiếp lần thứ hai Mười năm như vậy Mười năm thì tâm cô ấy định rồi Tuy nhiên vẫn chưa khai ngộ Nhưng khẳng định cô ấy đắc được niệm Phật tá muội Được công phu thành phiến tự nhất tam bất loạn Khẳng định cô ấy cũng chứng được Chỉ cần chứng được Công phu thành phiến Thì vạn sanh đã có thể nắm chắc trong tay Liền có thể tự tại vãng sanh hơn nữa mỗi một người niệm phật chân thật có công phu người gọi là chân thật có công phu chính là tất cả mọi việc trong cuộc sống thường ngày gọi là vạn duyên buông xuống thật sự buông xuống trong tâm chỉ có a di đà phật trong miệng chỉ có phật hiệu a di đà phật người này Y theo những lời của Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói trong kinh Lăng Nghiêm. Nhớ Phật niệm Phật. Nhớ là trong tâm nghĩ đến A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật. Miệng niệm A Di Đà Phật, tâm nghĩ đến A Di Đà Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật.